Xin cảm ơn MC rất nhiều. Và lời đầu tiên Minh Tâm xin gửi tới quý huấn trường có mặt trong hôm nay trong ngày vui của hai cháu lời chúc kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và để có vui cho hai cháu cũng như hội trường, Minh Tâm xin gửi tới một bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, Bức thư tình đầu tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu đến nay. Dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tìm anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà vàng đông như ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em, anh muốn bên tràn từ tình gửi người đến em đời ơi. Anh mơ môi sớm tình giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lặng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở. Muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời. Ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước sẽ có đường dài. Em có nghe mùa đông như ngọn đèn vàng. Anh môi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lặng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.